Xin chào các bạn. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về một vấn đề, đó là có nên bôi kem chống rạn cho bà bầu hay không. Thế thì thực ra là các bà bầu ấy thường là sẽ bị rạn da từ thời điểm tháng thứ 5, thứ 6 trở đi. Có những bà bầu thì lại không bị rạn da, hoặc là sau sinh thì mới bị rạn, hoặc là đến cuối thai kỳ thì mới bị rạn da cơ. Cái đó thì nó phụ thuộc vào cơ địa của từng mẹ. Cái mà bị rạn da ấy, khi mà chúng ta mang bầu thực tế là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe của mẹ cả. Thế nhưng mà nó lại gây ra cái cảm giác tự ti, mất tự tin của mẹ. Bởi vì chúng ta đều là phụ nữ mà, ai cũng thích đẹp cả. Cho nên rất là nhiều mẹ bầu đã tìm đến các loại kem chống rạn da dành cho bà bầu. Thực ra thì hiện nay chưa có một cái nghiên cứu nào chứng minh là những cái vết rạn đó nó sẽ hoàn toàn biến mất khi chúng ta sử dụng kem chống rạn cả. Thậm chí nhá, nếu như chúng ta không thận trọng trong quá trình sử dụng các loại kem chống rạn da thì nó còn gây nguy hiểm cho mẹ và thai nhi nữa. Bởi vì là khi sử dụng kem chống rạn ấy thì các mẹ sẽ phải xoa và massage bụng bầu rất là nhiều. Cái điều đó nó sẽ làm xuất hiện các cái cơn co tử cung. Và những cơn co này khi mà xuất hiện nhiều ấy thì nó sẽ gây nên tình trạng là có thể bị sẩy thai, động thai hoặc là sinh non, đặc biệt là ở giai đoạn những tháng cuối của thai kỳ. Cái thứ hai là thành phần chủ yếu ở trong kem chống rạn là vitamin E. Nó làm cho da tăng sự đàn hồi và mềm mại. Những cái thành phần khác trong kem chống rạn, ví dụ như là dầu thực vật, cũng có tác dụng là tăng sinh collagen, elastin làm mềm da và cũng không có tác dụng phụ nào đối với mẹ cả. Tuy nhiên là mẹ bầu nên đọc kỹ những cái thành phần trước khi mà chúng ta quyết định mua bất kỳ một loại kem trị rạn da nào, để đảm bảo là trong cái thành phần của kem đó nó không có chứa chất độc hại cho mẹ và bé. Mà tốt nhất là mẹ bầu trước khi mà sử dụng bất kỳ một loại kem nào thì nên tham khảo hỏi ý kiến của bác sĩ, và nên kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Và nếu như mà mẹ bầu sử dụng kem rạn da thì chúng ta lưu ý là chúng ta bôi từ 1 đến 2 lần mỗi ngày. Và khi massage thì chú ý là chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng thôi, thật là nhẹ nhàng thôi. Hạn chế massage quá nhiều lên vùng bụng và những cái động tác massage quá mạnh. Cái lưu ý nữa là cái lần đầu tiên mà mẹ sử dụng kem chống rạn da thì mẹ nên bôi một cái lượng nhỏ lên một cái vùng da nhỏ để thử cái phản ứng của da chúng ta đối với loại kem đó. Nếu như xuất hiện mẩn đỏ hoặc là chúng ta bị ngứa ấy, thì các mẹ nên dừng hẳn lại, chứ không nên sử dụng loại kem đó nữa. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh, hạn chế tối đa cái tình trạng bị rạn da, lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời và tự tin để đón con yêu của chúng ta chào đời nhé. Để nhận thêm nhiều video hơn nữa về hành trình cùng con khôn lớn thì các mẹ hãy ấn đăng ký kênh ngay ngày hôm nay để chúng ta có thể chia sẻ và thảo luận với nhau nhiều hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.